Kính chào quý vị, cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Chương trình hôm nay thứ sáu ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau đây. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu họp mặt nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Hội thảo khoa học các giải pháp ứng dụng công nghệ trong bảo quản chế biến thủy sản. Ủy ban nhân dân tỉnh đồng chủ trương đầu tư dự án trục thoát nước chính dọc quốc lộ 51 và tuyến mương dọc hành lang kỹ thuật. Khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt. Trong phần tin thế giới, khai mạc phiên họp toàn thể hội nghị thường niên IMF và WB 2018. Bão Vichen gây thiệt hại nặng nề cho Mỹ. Tổ chức Y tế Thế giới cảnh báo dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo còn kéo dài. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến với các huyện, thị, thành ủy trong tỉnh nhằm thông báo kết quả hội nghị trực tuyến Trung ương 8 khóa 12 diễn ra từ ngày 2 đến ngày 6 tháng 10 tại thủ đô Hà Nội. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh chủ trì điểm cầu tỉnh ủy. Ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy đã thông báo cho cán bộ chủ chốt của tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy 7 nội dung đã được Ban chấp hành Trung ương Đảng quyết nghị, gồm nghị quyết về chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam, kết luận về tình hình kinh tế xã hội và ngân sách nhà nước năm 2018, kế hoạch năm 2019, xem xét quyết định việc ban hành quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên, xem xét quyết định thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ 13 của Đảng, bầu bổ sung 2 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa 12, xem xét thảo luận các công việc quan trọng của Bộ Chính trị đã giải quyết từ sau hội nghị Trung ương 7 đến hội nghị Trung ương 8 khóa 12, báo cáo công tác tài chính Đảng năm 2017 và quyết định thi hành kỷ luật một số cán bộ. Tại hội nghị Trung ương 8 khóa 12, Ban chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất giới thiệu Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để Quốc hội bầu giữ chức vụ Chủ tịch nước. Sau hội nghị này, ông Nguyễn Hồng Lĩnh đề nghị các cấp ủy chính quyền, các cơ quan đơn vị chủ động tuyên truyền, xây dựng kế hoạch triển khai hiệu quả các nghị quyết, kết luận của hội nghị Trung ương 8. Hơn 500 đại biểu là lãnh đạo các sở, ban ngành, các doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh đã tham dự họp mặt kỷ niệm 14 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10 do Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức. Cùng tham dự có ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Trần Văn Tuấn, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, ông Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Hiện nay tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có gần 14.500 doanh nghiệp đang hoạt động. 9 tháng đầu năm nay, các doanh nghiệp đã đóng góp hơn 60% nguồn thu ngân sách của tỉnh. Biểu dương ghi nhận những đóng góp của doanh nghiệp vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh đề nghị các doanh nghiệp tích cực đóng góp ý kiến giúp tỉnh nâng cao công tác quản lý điều hành kinh tế, nêu cao tinh thần trách nhiệm, sẻ chia cộng đồng, cùng chung tay chăm lo an sinh xã hội. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, chính sách, tiếp tục đầu tư hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực để hỗ trợ doanh nghiệp phát triển. Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh tặng bằng khen cho 10 doanh nghiệp có những đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tặng bằng khen cho 25 doanh nghiệp đạt thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại du lịch Công Lý có kế hoạch đầu tư xây dựng nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Đây là một nhà máy điện độc lập sử dụng năng lượng gió để phát điện, hòa vào lưới điện quốc gia, thông qua hợp đồng mua bán điện với EVN. Sáng nay, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì cuộc họp nghe công ty trình bày về kế hoạch của mình. Dự án xây dựng nhà máy điện gió Công Lý tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu dự kiến được xây dựng tại xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng công suất giai đoạn 1 là 102,6 MW. Dự án do công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng thương mại dịch vụ Công Lý làm chủ đầu tư, triển khai trong 36 tháng. Diện tích đất dự kiến sử dụng trong giai đoạn 1 là trên 1.474 ha. Khi đi vào hoạt động, dự án cung cấp 251,7 triệu kWh điện, góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia và giảm 144.703 tấn khí thải CO2 một năm. Sau khi nghe công ty Công Lý báo cáo về dự án nhà máy điện gió, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, đồng ý chủ trương cho công ty triển khai dự án. Ông Lê Tuấn Quốc giao Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành khảo sát lại địa điểm mà công ty Công Lý đề xuất xây dựng nhà máy điện gió để đánh giá những tác động, ảnh hưởng của dự án đến hoạt động du lịch và khai thác thủy sản của địa phương. Nếu dự án phù hợp thì Sở Công Thương đề xuất Bộ Công Thương bổ sung dự án này vào danh mục của ngành điện.
Theo báo cáo của Sở Tài nguyên và Môi trường, bảng giá đất của tỉnh giai đoạn 2015-2019 còn tồn tại nhiều bất cập, như chưa quy định xử lý giá đất tại khu vực giáp ranh giữa các tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận, khu vực giáp ranh giữa khu vực nông thôn và đô thị, giữa các xã và phường, thị trấn, giữa các huyện, thị xã và thành phố. Bảng giá đất giữa các đơn vị các huyện trong tỉnh với nhau không hợp lý. Bên cạnh đó, giá đất thị trường luôn cao hơn bảng giá đất của tỉnh từ 20% trở lên, gây khó khăn cho công tác thu hồi, giải phóng mặt bằng. Sở Tài nguyên và Môi trường đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành một quyết định thay thế các quyết định trước đây. Cuộc họp do ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Sở Tài nguyên Môi trường kiến nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 4 nội dung, gồm điều chỉnh quy định bảng giá đất trên địa bàn thị xã Phú Mỹ, điều chỉnh bổ sung một số tuyến đường, đoạn đường, khu vực đã được đầu tư hoàn chỉnh, nâng cấp, sửa đổi bổ sung một số quy định trong bảng giá đất, cách xác định vị trí đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp. Cuối cùng là điều chỉnh giá các loại đất trong bảng giá đất. Ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu bổ sung thêm quy định đất trong hẻm liền kề với đường nào thì tính giá đất của tuyến đường đó. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các địa phương phải có ý kiến về mức giá đất nông nghiệp và giá đất ở, qua đó có ý kiến với Sở Tài nguyên Môi trường để Sở Tài nguyên Môi trường hoàn thiện bảng giá đất mới trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét thông qua. Hội thảo khoa học các giải pháp ứng dụng công nghệ trong bảo quản chế biến thủy sản do Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh tổ chức đã diễn ra sáng nay. Gần 200 đại biểu là ngư dân, các hợp tác xã đánh bắt thủy sản, các doanh nghiệp chế biến thủy sản trong tỉnh, các nhà khoa học đồng ngành trong lĩnh vực chế biến thủy sản đã đến dự. Đây là cơ hội cho các ngư dân, doanh nghiệp tiếp cận với những công nghệ mới trong bảo quản chế biến thủy sản, qua đó góp phần nâng cao chất lượng sản phẩm. Theo thống kê của Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, trong số 400 cơ sở sản xuất kinh doanh thủy sản trên địa bàn tỉnh, chỉ có 36 nhà máy chế biến đủ điều kiện xuất khẩu. Mức độ cơ giới hóa của hầu hết các cơ sở còn lại chưa vượt quá 50%. Nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ sử dụng công nghệ lạc hậu để hấp, luộc, sấy, làm ảnh hưởng chất lượng sản phẩm và gây ô nhiễm môi trường. Các tàu khai thác, thu mua thủy sản còn sử dụng các phương pháp bảo quản truyền thống, nên tổn thất sau thu hoạch chiếm khoảng 15-25%. Tại hội thảo khoa học về ứng dụng công nghệ trong bảo quản chế biến thủy sản, các đại biểu nghe các chuyên gia trong lĩnh vực chế biến thủy sản giới thiệu, chia sẻ về kỹ thuật thu hồi protein từ nước rửa trong quá trình chế biến thủy sản, kỹ thuật sấy bằng bơm nhiệt, giải pháp sử dụng nguồn nguyên liệu cá tạp, công nghệ nâng cao chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất đối với các nhà máy chế biến nước mắm. Các chuyên gia cũng đề xuất các giải pháp ứng dụng công nghệ bảo quản trên các tàu khai thác xa bờ và tàu hậu cần thủy sản của tỉnh. Lãnh đạo Sở Khoa học Công nghệ khẳng định, nếu cư dân, doanh nghiệp có nhu cầu ứng dụng các công nghệ trên, Sở Khoa học Công nghệ sẽ kết nối và hỗ trợ. Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân, tiền thân là một chi nhánh của Công ty Phát triển Khoáng sản 6, trực thuộc Tổng Công ty Khoáng sản Việt Nam, thành lập năm 1988. Đến năm 1995, được sự đồng ý cho phép của Bộ Công nghiệp, bây giờ là Bộ Công thương, và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, xí nghiệp gạch ngói gốm xây dựng Vũng Tàu được thành lập và tách độc lập. Năm 2003, xí nghiệp chuyển đổi mô hình sang cổ phần hóa. Lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập đã được Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân tổ chức vào ngày 11 tháng 10 tại thị xã Phú Mỹ. Từ một dây chuyền sản xuất, đến nay Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân đã có 6 dây chuyền sản xuất gạch ngói đất sét nung, ngói xi măng màu, ngói tráng men với công suất khoảng 800 triệu viên một năm. Mức tăng trưởng bình quân hàng năm của công ty đạt từ 12-15%. Dự kiến doanh thu của công ty đạt 360 tỷ đồng, tăng 30 lần so với năm 1998. Hiện nay, Công ty cổ phần gạch ngói gốm xây dựng Mỹ Xuân đang đầu tư hệ thống robot vào sản xuất tại 3 nhà máy trong hệ thống Mỹ Xuân, đồng thời tiếp tục xây dựng thêm nhà máy sản xuất ngói và gốm cao cấp ứng dụng công nghệ 4.0 tại Quyền Châu Đức. Ngoài việc đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, công ty còn không ngừng hoàn thiện hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO phiên bản 9001-2015. Trải qua nhiều thăng trầm, đến nay, sản phẩm gạch ngói gốm Mỹ Xuân đã có mặt ở nhiều tỉnh thành phía Nam và các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, đồng thời trở thành một trong 3 doanh nghiệp dẫn đầu cả nước về sản lượng lẫn chất lượng sản phẩm gạch ngói gốm. Tại thành phố Vũng Tàu, Trung tâm Xúc tiến Thương mại tỉnh phối hợp với siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu tổ chức tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa. Chương trình thu hút 24 đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh tham gia.
Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh đã trưng bày giới thiệu hàng hóa các sản phẩm thủy hải sản tươi sống, thủy hải sản khô, nước mắm, các nông sản chế biến như tiêu, điều, cà phê, tinh bột nghệ, rau má đậu, rượu nấm, đinh chi, vân vân, và một số thực phẩm mật ong, yến, các loại rau củ quả an toàn, sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Tuần lễ trưng bày, giới thiệu và kết nối giao thương hàng hóa diễn ra từ ngày 11 đến ngày 14 tháng 10 tại sảnh trước siêu thị Lotte Mart Vũng Tàu. Đây là dịp để các đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh giới thiệu hàng hóa, sản phẩm của mình đến người tiêu dùng, đồng thời kết nối sản phẩm với các hệ thống phân phối hiện đại trên địa bàn tỉnh. Chương trình thời sự tiếp tục với những thông tin khác. Chuẩn bị cho kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 14, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo luật bí mật nhà nước và luật phòng chống tham nhũng sửa đổi. Đây là hai trong 9 dự luật dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua trong kỳ họp này. Ông Dương Minh Tuấn, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chủ trì cuộc họp. Góp ý cho dự thảo luật bí mật nhà nước, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm chủ thể bí mật nhà nước là con người, nguyên tắc xử lý và quy định việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí. Bên cạnh đó, một số đại biểu đề nghị thu hẹp người có thẩm quyền cho phép sao chụp bí mật nhà nước, quy định rõ trách nhiệm của cá nhân khi làm lộ, mất bí mật nhà nước trong quá trình sao chụp, xử lý văn bản. Về dự thảo luật phòng chống tham nhũng sửa đổi, các đại biểu đề nghị bổ sung thêm đối tượng điều chỉnh của luật thành một chương riêng và quy định rõ đối tượng có nghĩa vụ kê khai tài sản, thu nhập. Ngoài ra, các đại biểu còn góp ý về thẩm quyền kiểm soát tài sản, thu nhập, xử lý tài sản kê khai không trung thực, xử lý hành vi tham nhũng được phát hiện qua hoạt động thanh tra, kiểm toán và công tác phòng chống tham nhũng khu vực ngoài nhà nước. Năm 2016, thành phố Bà Rịa có 2.386 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 9,43% số hộ dân trên địa bàn. Triển khai thực hiện nghị quyết số 47/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020, thành phố đã cấp hơn 39.300 lượt thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí cho gần 8.000 lượt học sinh, xây mới và sửa chữa 132 căn nhà đại đoàn kết, hỗ trợ hơn 4.600 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát nghèo, vay trên 125 tỷ đồng vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến cuối năm 2017, thành phố đã giảm 1.342 hộ nghèo, đưa tỷ lệ hộ nghèo từ 9,43% xuống còn 4,24% tổng số hộ dân. Làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa về công tác giảm nghèo, Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân tỉnh đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Thành ủy, Ủy ban Nhân dân thành phố Bà Rịa trong thực hiện nghị quyết số 47/2016 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về đề án giảm nghèo bền vững. Trong gần 2 năm, thành phố đã giảm hơn 1.300 hộ nghèo. Hội đồng Nhân dân tỉnh cũng đề nghị thành phố Bà Rịa tiếp tục nâng cao ý thức tự vươn lên của hộ nghèo, tăng cường công tác kiểm tra giám sát công tác giảm nghèo. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ông Lê Tuấn Quốc chủ trì cuộc họp với các sở ngành địa phương liên quan về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, dự án đường quy hoạch đô thị mới Phú Mỹ và đầu tư tuyến thoát nước quốc lộ 51 đi qua địa bàn thị xã. Dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ do Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ làm chủ đầu tư, có tổng diện tích 37,12 ha với 707 lô tái định cư, 206 lô đất ở mới và 98 lô nhà vườn. Tổng mức đầu tư dự kiến hơn 537 tỷ đồng. Dự án đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ tổng diện tích sử dụng khoảng 12,36 ha, tổng mức đầu tư dự kiến 306,1 tỷ đồng. Còn dự án đầu tư tuyến thoát nước quốc lộ 51 có tổng diện tích khoảng 7,5 ha, vốn đầu tư gần 403 tỷ đồng. Với dự án hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư phường Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ, các thành viên tham dự cuộc họp đã thống nhất điều chỉnh mặt cắt một đoạn qua trung tâm, tạo điểm nhấn cho đô thị khoảng 300 mét. Hạng mục cấp điện và cấp nước đã điều chỉnh, không đưa vào dự án. Tổng mức đầu tư điều chỉnh từ 637,6 tỷ đồng xuống còn 537,8 tỷ đồng. Dự án đường quy hoạch T đô thị mới Phú Mỹ, các thành viên thống nhất điều chỉnh tổng chiều dài tuyến chính là 9 km từ đường quy hoạch số 5 đến nhánh rẽ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu. Dự án thực hiện thành hai giai đoạn. Giai đoạn 1 thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng, giai đoạn 2 thực hiện thi công xây dựng gồm nền mặt đường, vỉa hè, gờ chặn, bó dĩa, thoát nước mưa, nước thải, hào kỹ thuật, cây xanh, chiếu sáng và hệ thống an toàn giao thông, đường dây trung thế và trạm biến áp. Tuyến quốc lộ 51 và các khu dân cư dọc hai bên quốc lộ 51 đoạn đi qua thị xã Phú Mỹ những năm gần đây thường bị ngập úng rất nặng sau những cơn mưa lớn nên rất cần triển khai đầu tư hệ thống thoát nước.
Do đó, Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ đã lập dự án trục thoát nước chính dọc quốc lộ 51 và tuyến mương bao đón dọc hành lang kỹ thuật đi qua các phường Mỹ Xuân, Phú Mỹ, Tân Phước, Phước Hòa và xã Tân Hòa. Tổng mức đầu tư dự án gần 403 tỷ đồng. Tại cuộc họp nghe báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến thoát nước quốc lộ 51, ông Lê Tuấn Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chủ trương đầu tư dự án trục thoát nước chính dọc quốc lộ 51 và tuyến mương dọc hành lang kỹ thuật, nhưng yêu cầu đơn vị tư vấn nghiên cứu lại lưu lượng mưa để xây dựng hệ thống thoát nước phù hợp. Ông Lê Tuấn Quốc cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân thị xã Phú Mỹ chia ra hai dự án thành phần, giao cho công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thoát nước và phát triển đô thị tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và thị xã Phú Mỹ thực hiện. Hưởng ứng ngày thị giác thế giới năm 2018 với chủ đề chăm sóc mắt cho mọi người dù ở bất kỳ nơi đâu, Bệnh viện Mắt tỉnh triển khai nhiều hoạt động phòng chống mù lòa cho người dân như nâng cao năng lực chuyên môn trong quá trình khám chữa bệnh và chăm sóc mắt cho bệnh nhân, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu chữa bệnh cho người dân, tổ chức nhiều hoạt động chăm sóc mắt học đường. Sáng nay, Bệnh viện Mắt tỉnh tổ chức lễ meeting hưởng ứng ngày thị giác thế giới 13 tháng 10. Tại buổi lễ meeting, 60 phần quà và 200 cặp kính tật khúc xạ đã được bệnh viện trao tặng cho bệnh nhân và các em học sinh nghèo trên địa bàn tỉnh. Từ đầu năm 2017 đến tháng 9 năm 2018, Bệnh viện Mắt đã tiếp đón và phục vụ hơn 110.000 lượt bệnh nhân đến khám ngoại trú, gần 10.000 lượt bệnh nhân nội trú, trong đó có hơn 7.000 ca phẫu thuật. Để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của bệnh nhân, Bệnh viện Mắt đã đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, cùng với đó nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y bác sĩ. Với sự hỗ trợ từ Viện Thị giác Grand Hornden của Úc, cùng các nhà hảo tâm, Bệnh viện Mắt đã triển khai nhiều chương trình chăm sóc mắt cho trẻ em nghèo. Thưa quý vị, năm 2007, tỷ lệ mù lòa cả hai mắt trên địa bàn tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu chiếm hơn 3% dân số, thì nay tình trạng này giảm còn 2,2%. Các bệnh lý thông thường về mắt chủ yếu là tật khúc xạ ở trẻ em cũng được can thiệp và điều trị sớm, làm giảm các biến chứng đi kèm. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân vẫn còn chủ quan với các bệnh lý về mắt, chỉ đi khám khi tình trạng bệnh đã chuyển biến nặng, khiến cho việc điều trị gặp khó khăn, thị lực suy giảm mạnh. Với chủ đề chăm sóc mắt cho mọi người ở bất kỳ nơi đâu, ngày thị giác thế giới 13 tháng 10 năm nay hướng đến kêu gọi toàn xã hội nhận thức về tầm quan trọng của thị lực và cùng nhau tham gia vào các hoạt động chăm sóc mắt tại cộng đồng. Cách đây khoảng nửa năm, chị Trần Thị Phương Yến ở xã Phước Tân, huyện Xuyên Mộc có dấu hiệu những cơn đau nhức nửa đầu, thị lực suy giảm mạnh. Chị Yến đến Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu để thăm khám. Sau các bước kiểm tra, bác sĩ xác định chị Yến bị glaucoma. Ở nhà thấy mắt nó mờ mờ á, tối là nhìn đèn nó cứ nhiều màu sắc lắm, rồi cái xong nó nhức nữa. Thì chị lên khám thì bác sĩ nói là chị bị glaucoma. Thành ra là bác sĩ cho điều trị một tuần đầu. Sau tuần sau bác sĩ cho lên làm xét nghiệm các thủ tục hết, rồi bắt đầu bác sĩ là cho bắn tia laser hỗ trợ để trong cái việc điều trị. Thì sau khi bắn tia laser thì chị thấy nó đỡ nhức đi. Thời gian qua, Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu ghi nhận có đến gần 60% bệnh nhân không thực hiện việc khám mắt định kỳ và chỉ đến bệnh viện khi mắt có biểu hiện bị bệnh. Trong đó, có nhiều bệnh nhân đến bệnh viện khi thị lực đã suy giảm mạnh, dẫn đến việc điều trị khó khăn và không cải thiện được thị lực cho bệnh nhân. Có nhiều trường hợp là cái bệnh nó đã diễn tiến đến giai đoạn nặng rồi, thì cảm thấy mờ nhiều rồi mới đi khám. Ví dụ như ở những bệnh lý như là glaucoma hay là mình còn gọi là bệnh cườm nước, cái thần kinh thị giác nó bị teo đi khá nhiều thì sẽ làm cho mắt không có hồi phục được, cho dù có điều trị thì chỉ giữ được cái phần thị lực còn lại thì thôi. Tại Bà Rịa Vũng Tàu, hàng năm có thêm khoảng 1.000 người mù mới phát sinh, tỷ lệ tật khúc xạ trong học sinh có xu hướng tăng, chiếm 23-25% trong tổng số học sinh toàn tỉnh. Trên thực tế thì những cái đối tượng có nguy cơ, ví dụ như là trẻ em ở lứa tuổi đang đi học, ví dụ như người lớn từ trên 50 tuổi trở lên thì sẽ có rất nhiều các cái nguy cơ ảnh hưởng tới cái chất lượng thị giác. Vì vậy cho nên là những đối tượng này cần phải được khám mắt một cách định kỳ, hàng năm một lần. Theo báo cáo của Bộ Y tế, cả nước có khoảng 2 triệu người mù, trong đó chiếm 80% là những người trên 50 tuổi. Các nguyên nhân gây mù chính hiện vẫn là đục thủy tinh thể, chiếm tới 66,1%. Tiếp đó là các bệnh lý đáy mắt, bệnh glaucoma, tật khúc xạ. Và những nguyên nhân đều có thể phòng tránh, điều trị được nếu được phát hiện sớm. Do vậy, người dân nên khám mắt định kỳ để phát hiện sớm các bệnh lý về mắt
điều trị kịp thời để bảo vệ sức khỏe đôi mắt. Phần cuối thông tin thời sự, mời quý vị thư giãn với ghi nhận về một mô hình trẻ, câu lạc bộ ảo thuật team ở học đường. Thưa quý vị, song song với những nỗ lực trong học tập và rèn luyện ở các trường học, nhất là các trường trung học phổ thông, ngày càng xuất hiện những mô hình câu lạc bộ đội nhóm của học sinh. Mô hình này không chỉ tạo thêm sân chơi sau những giờ học căng thẳng, mà còn là chơi mà học và thêm sự gắn kết bạn bè chung lớp, chung trường. Câu lạc bộ ảo thuật team của học sinh trường trung học phổ thông Châu Thành, thành phố Bà Rịa cũng như thế. DIM là viết tắt của cụm từ Disney Magic, có nghĩa là đây là phép thuật. Câu lạc bộ DIM thành lập từ cuối năm 2017. Ban đầu, câu lạc bộ có hơn 15 thành viên, đến nay số thành viên tăng lên đến hơn 20 người. Thời gian sinh hoạt của câu lạc bộ vào chiều thứ Bảy hàng tuần, ngay tại lớp học hoặc sân trường. Say mê ảo thuật và việc tự học, tự rèn luyện ảo thuật được các thành viên trong câu lạc bộ chủ yếu bắt chước theo các trang mạng rồi chia sẻ cho nhau. Thì nó là một môn không cần năng khiếu của mình, thì mình chỉ cần sự siêng năng, cái đam mê thôi. Thì mình chỉ cần bỏ ra chút thời gian mình nghiên cứu gì nó thì mình sẽ hiểu được. Thì nó dạng như giúp cho mình cảm thấy giống như là được mọi người yêu quý luôn. Để trình diễn các màn ảo thuật, dĩ nhiên mọi đạo cụ các em cũng phải tự mày mò, nghiên cứu và tạo ra. Tập hợp thành câu lạc bộ để thỏa mãn niềm đam mê, các em còn có thêm cơ hội rèn luyện cho mình tính kiên trì, sự quan sát và phân tích tốt. Đáng ghi nhận là tất cả thành viên trong câu lạc bộ TIM đều là những học sinh khá giỏi của trường. Em rất là thích ảo thuật, vì khi mà mình tập cái bộ môn ảo thuật đó, mình có được cái tính sáng tạo, mình có được cái tính kiên trì này nọ, để mình tìm hiểu về những cái thủ thuật trong bộ môn ảo thuật đó, và khi mà và những cái tính đó nó sẽ áp dụng trong đời sống học tập của mình một rất nhiều. Việc học của mình vẫn phải chú tâm việc học hơn, vì câu lạc bộ chỉ là một hoạt động ngoại khóa của các bạn sau khi sau những mỗi giờ học mệt mỏi. Ảo thuật cũng rèn luyện chúng ta tính tư duy. Ba, việc học ảo thuật chỉ là một cái thú vui của chúng mình thôi, còn việc học vẫn là trên hết. Nhạy bén, sáng tạo. Đến nay, hơn 2/3 thành viên câu lạc bộ TIM có thể thực hiện những màn ảo thuật với nhiều vật dụng như lá bài, gậy, sách hay chim bồ câu. Là một cái câu lạc bộ nó rất là lạ, rất là mới. Trường cũng với một con điểm là rất là khuyến khích các em, để cho các em mở ra một cái sân chơi hữu ích ngoài cái giờ học rất là căng thẳng. Là trong các hoạt động nghệ thuật của trường như là các ngày lễ lớn, thì chương trình biểu diễn của trường luôn luôn có mặt với tiết mục của câu lạc bộ nghệ thuật. Không chỉ tự vui với nhau, câu lạc bộ cũng là nhân tố tích cực và không thể thiếu trong các chương trình ngoại khóa, văn nghệ của trường. Hiện câu lạc bộ TIM trở thành khách mời thân quen của những chương trình hoạt náo do Đoàn Phương, Thành đoàn thành phố Bà Rịa tổ chức, để mang lại nhiều niềm vui, sự bất ngờ, thích thú cho mọi người, nhất là giới trẻ. Quý vị vừa theo dõi những thông tin nổi bật trong tỉnh, tiếp theo chương trình là phần tin thế giới. Thưa quý vị, phiên họp toàn thể Hội nghị Thường niên Quỹ Tiền tệ Quốc tế Ngân hàng Thế giới dự khai mạc tại Trung tâm Hội nghị Bali Nusa Dua, Indonesia. Tại phiên họp, lãnh đạo các nước đã kêu gọi hợp tác hơn nữa để hỗ trợ kinh tế toàn cầu. Trước khi bắt đầu phiên họp, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm các nạn nhân trong thảm họa động đất sóng thần vừa qua tại Indonesia. Trong bài phát biểu khai mạc, Tổng thống Indonesia, ông Joko Widodo đã nhấn mạnh nguy cơ tác động đến tăng trưởng kinh tế thế giới vẫn đang gia tăng, như chênh lệch phát triển giữa các nước, chiến tranh thương mại ngày càng phổ biến, áp lực thị trường lớn. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Widodo kêu gọi các nhà hoạch định chính sách tiền tệ cần duy trì cam kết chung đối với sự hợp tác toàn cầu để giải quyết những vấn đề này. Giám đốc điều hành Quỹ tiền tệ quốc tế IMF, bà Christine Lagarde, cũng cảnh báo GDP toàn cầu có thể giảm gần 1% trong 2 năm tới nếu căng thẳng thương mại tiếp diễn. Ngày 12 tháng 10, truyền thông và nước Triều Tiên đưa tin nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un và Tổng thống Nga, ông Vladimir Putin, đã trao đổi thư chúc mừng kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên ông Kim Jong-un bày tỏ hy vọng mối quan hệ chiến lược và truyền thông giữa Nga và Triều Tiên sẽ tiếp tục phát triển vững vàng và mang tính xây dựng, phù hợp với những yêu cầu của thời đại mới. Tổng thống Nga ông Vladimir Putin khẳng định, trong nhiều thập kỷ qua, Nga và Triều Tiên đã có nhiều kinh nghiệm hợp tác mang tính xây dựng trên nhiều lĩnh vực. Triều Tiên đang tìm kiếm sự ủng hộ của Nga trong quá trình đàm phán phi hạt nhân hóa với Mỹ và hy vọng về một chuyến thăm Nga trong tương lai gần của ông Kim Jong-un. Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in sẽ lên đường công du 4 nước châu Âu và Tòa Thánh Vatican từ ngày 13 tháng 10 nhằm kêu gọi sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Tổng thống Hàn Quốc ông Moon Jae-in sẽ thăm Pháp, Italia, Mỹ, Đan Mạch trong 9 ngày, đồng thời sẽ thăm Tòa Thánh Vatican và hội kiến Giáo hoàng Francis. Tại Pháp, ông Moon Jae-in sẽ hội đàm với Tổng thống Emmanuel Macron và tham dự một buổi hòa nhạc hữu nghị Hàn Pháp cùng với các quan chức chủ chốt của nước chủ nhà. Tiếp đó, Tổng thống Hàn Quốc sẽ tham dự hội nghị cấp cao Á-Âu 12 diễn ra tại Mỹ. Trong đó, ông sẽ thông báo về những thay đổi đang diễn ra trên bán đảo Triều Tiên và những nỗ lực của Seoul trong việc mang lại hòa bình chính diễn cho khu vực này. Tiếp tục bản tin quốc tế là một số ghi nhận ở những lĩnh vực khác. Nhà chức trách Colombia vừa thông báo đã có ít nhất 11 người thiệt mạng trong vụ sạt lở đất do mưa lớn tại thị trấn Paquetalia thuộc bang Caldas ở miền trung nước này. Hiện vẫn còn 5 người đang mất tích. Lực lượng cứu hộ đã giải cứu được 28 người bị mắc kẹt và đưa 4 người bị thương tới bệnh viện. Chính quyền địa phương quy động các đội cứu hộ từ những thành phố lân cận nhằm tìm kiếm người mất tích và hỗ trợ các gia đình bị nạn. Ngày 11 tháng 10, giới chức Mỹ thông báo ít nhất 6 người thiệt mạng do ảnh hưởng của bão cấp 4 Michael. Hiện công tác tìm kiếm người mất tích và cứu hộ đang diễn ra hết sức khẩn trương. Nơi bị thiệt hại nặng nhất là bang Florida. Bão đã gây ra tình trạng sạt lở đất và phá hủy nhiều nhà cửa, nhiều tàu thuyền bị đánh dạt lên bờ. Trong khi trên các tuyến phố, cây đổ ngổn ngang và nhiều nơi hoàn toàn không có điện sử dụng. Giới chức Florida cho biết hơn 400.000 hộ gia đình và các cơ sở kinh doanh bị mất điện. Bang Florida đã huy động 20.000 công nhân khôi phục lại hoạt động của mạng lưới điện lực. Tổ chức Y tế Thế giới WHO ngày 11 tháng 10 cảnh báo đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo có thể kéo dài trong nhiều tháng tới và có nguy cơ lan rộng sang các nước láng giềng Uganda và Rwanda. Trong bối cảnh các nước này vẫn chưa cho phép sử dụng vaccine ngừa Ebola. Đợt bùng phát dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho tới nay đã khiến ít nhất 122 người thiệt mạng. Dự báo thời tiết tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu đêm 12 tháng 10. Bộ phận không khí lạnh đang ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc và Trung Bộ, gây mưa lớn trên diện rộng. Bộ phận không khí này cũng đang di chuyển xuống phía Nam. Nhưng do cường độ không mạnh nên thời tiết khu vực tỉnh vẫn khá khô ráo, ban ngày trời nắng, đêm không mưa. Nền nhiệt duy trì ở mức cao, cao nhất từ 31 đến 33 độ. Một số nơi mức nhiệt có thể cao hơn 33 độ. Giờ đêm và sáng sớm mức nhiệt thấp chỉ từ 25 đến 27 độ. Khả năng trong vài ngày tới một số nơi có mưa nhỏ với lượng mưa không đáng kể. Khu vực thành phố Vũng Tàu mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, vùng ven biển cấp 3. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, độ ẩm từ 55 đến 85%. Khu vực huyện Côn Đảo mây thay đổi, đêm không mưa, ngày mai trời nắng, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, độ ẩm từ 60 đến 85%. Vùng biển Vũng Tàu Côn Đảo có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông đề phòng có gió giật mạnh và lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Trên biển, gió đông bắc cấp 5, giật trên cấp 5, biển động nhẹ. Tại Vũng Tàu ngày 13 tháng 10 năm 2018, mực nước cao nhất 400 cm xuất hiện lúc 16 giờ 45 phút, thấp nhất 100 cm xuất hiện lúc 10 giờ. Thông tin dự báo thời tiết đã khép lại chương trình thời sự tối của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Ngay tiếp sau đây là chương trình thời sự của Đài Truyền hình Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi.